Thằng chất nữa hả? Chất nó gỡ lên hả? Nó dưới quê mà cũng gỡ lên đây nữa hả? Con biết nhậu không mà con tới hả? Biết nhậu không? Biết hả? Dạ không biết. Không biết thì sao tới chơi 20/1 con ăn hả? Phải mồi hả? Xin nó tụi nó chơi nè. Kêu nói à, nói lấy. Gỡ cái này ra ông thầy gỡ bánh nữa. Đắm rồi. Chất hả? Đúng chất. Đúng không? Thầy phi. Mọi người mà ở đây xin nó về mua đúng 6 chai mua mỗi người vậy. Con mua cho siêu mẫu cái đó. Rồi ở đây sao? Không có nhậu đâu. Mua mò rồi. Nhưng mà con phải mua nước ngọt cho uống cho. Rồi để lao cái gì cũng dẹp vậy trời. Cá siêu mẫu ơi nó mới ăn. Đây nè. Nó đi giờ giờ tao mới biết tại sao cái con nhỏ này nó giàu. Đúng không? Nếu mà mở cho. Con à hư cái bánh của cô chú một lát mẹ mở cho. Tiếp
thôi. Dạ. Trung, ê Toàn. Dạ. Cầm mấy này con. Lê đi, kỷ niệm cho tụi nó. Coi cái nào được thôi cắm nhằm chấm nó cũng biết chặn máy luôn, đúng không? Vừa ra là bạn nó rút rồi. Rút chưa? Dạ. Về chưa? Vừa ra là bạn nó rút rồi. Bạn nó rút rồi. Dạ. Con đi tới nè, giữ xe nè. Chạy nè. Con biết. Con biết. Bạn đi ra con cho con thấy. Vậy đó nè. Đúng rồi. Đang nghỉ sớm mà. Bích chậm ngon. Con về luôn hả? Ủa sao một tuần chưa vậy? Khó lắm. Em mua bia chưa? Mua nào? Mở cửa cho đi mua thiệt. Mở cửa cho đi mua bia. Còn ông cứ chết tự nó ngọt á. Mày uống bia uống gì? Đổ cho, rồi bây giờ nó đổ cho. Đổ hôm qua mà nói là đổ có quà đâu. Chia đó rồi. Con nước chấm một con hai loại này. Thì cái này. Hiểu chưa? Hôm qua à? Chia này ít thì con biết. Hôm qua à? Không biết thằng con ai không? Thầy qua à? Biết đứa nào tặng qua á. Hôm qua hả? Này ai có hảo? Không phải. Nãy mình mật cho nó không em? Thấy rồi. Không phải Hảo cho trả. Hảo cho trả hả? À, con nhỏ nó nhỏ mà nó ngoan. Mà nó không biết nhậu. Không nhậu cỡ mình chứ. Đâu có học trò thì đứa tao thương chứ đâu có mày lì con quỷ thương mày. Trời, bộ máy này của em rồi không phải của anh. Đó, chưa của thằng Sẻ hả? Bả Đặng. Không, của thằng Sẻ quá. Nó cho em cái gì sáng anh không biết nữa. Cái này cái gì đây? Cái này của em nè, nó cho em nè. Nó nhờ cho cái này. Ê, không vô hả? À, chẳng vô mày. Đúng rồi, em đâu có thể. Dạ. Mày hả? Dạ. Tao không thấy đâu. Mày thấy nè. Nè. Cho tấm hình thôi. Cho tấm hình nữa chứ. Nè. Mày tặng con này nè, mày thấy nè. Mày đưa lên cho người khác cầm. Đây nè, thấy không? Mày chặt được không? Mày tao có còn xài như này không à? Thổi vô không sư phụ? Thôi thổi. Gì cây vậy? Đèn lên. Ủa cây em không? Đấy, vô đây. Vô. Đây con. Thấy không? Nó con tắt rồi con dựng nó đứng lên con quay khoảng 1 phút bố thầy đi. Trời ơi nhiều quá. Ủa má. Hôm nay kinh đồn mẹ thầy. Tao thấy kinh đồn cái đóng rồi. Mày coi làm sao đó thằng đang cầm camera của kinh đồn luôn á. Để con kêu kinh đồn quá. Có một mình tao à. Mày chế độ nhỏ thôi, quay mặt đó. Chạy 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 chạy. Xe con làm lại mới rồi. Vision, Vision đúng không? Vision màu trắng đúng không? Làm lại mới rồi. Hết hết rồi, mới. Lại 4 triệu không? Hết hết rồi. Lại 4 triệu không? Dạ không rồi, con lấy nhiều rồi. Tao mua cho một quảng nó chạy xe gáp nè. Quảng đang khổ xin tơ xe nè.
Bẻ không? Thấy đăng lên Facebook đó. Bây giờ thầy chưa mua được xe đạp chưa? Về con cho cái lại xe đá, con lại xe đá cho thầy. Cho con ngồi xuống ăn gì, con lấy ăn đi. Xe đá mình nó lấy chạy gắt được không? Chạy giao hàng thôi thầy ơi. Bạn mày ha, có đủ quá vậy mà mình cứ tưởng nó đi qua bên Thái Lan không biết. Thì con không học được là như còn cái là thế là ông kia ông báo là không qua được nữa. Không ổn đúng không? Thế là cuối cùng là bỏ luôn. Ồ má bây giờ nếu mà mình mày giờ qua mua đó là nhiều khi nó lộn xác. Tính mua cái xe cứu thương á. Mày có luôn xuống thợ tao không? Có rồi. Chết kêu tao trả xác về quê. Mình trả miễn phí không đồng mà. Mẹ mình lo ở Việt Nam ở trên thoải mái đi. Không ở đâu bằng quê cho nước tổ. Đúng không? Giờ cái chứng minh của mày là... chứng minh nhân dân của mày là quốc tịch Việt Nam. Mày dù mày là người miền Bắc, mày vô Nam mày lập nghiệp, hoặc mày người miền Nam mày ra Bắc mày lập nghiệp nữa, mày chết bất cứ cái ở đâu nữa thì không ở đâu bằng ở đồng quá Việt Nam. Mày chết bất cứ đâu người ta vẫn đưa xác mày về được nó nuôi hơn. Còn lộ con má mày đi ra tới nước ngoài thôi nha, cách nhau một con sông hoặc cách nhau mà cái cửa khẩu thôi nha. Muốn đưa xác mày về đưa không được đâu bố. Ở đây đi con, ở đây với thầy con cho nó an toàn. Món mày chết là đưa xác mày về quê được. Ai cô Campuchia thấy nhảy xong rồi vậy. Món mà lộn món rồi ta mấy mấy con người trốn đó rồi nè. Món nó trốn đâu có tiền à? Đi xe này cái này à? Đi gì lâu rồi nãy giờ cách tiếng hộ. Nó mẹ cây em á. Cái này ấu đó thầy ơi. Nó con câu đây nhớ. Mày nhớ nhả ra không? Anh nhớ chứ thầy. Anh này anh quên con lắm thầy. Rất là bệnh là có mình mớm trong thân trong này à. Còn anh nhìn con nhớ con thằng nghiệp đồ nữa thầy. Thằng nghiệp đồ này nó không về. Chán á. Đâu nữa. Thầy nói gì em chia tay nữa kia rồi. Con đâu biết nữa. Tại vì nó lên Facebook con lên rồi. Nó dẹt rồi. Nó dẹt cho xong rồi. Nó chặn thằng Tình nó báo thầy. Rồi nhỏ kia giờ gặp đại gia rồi. Nhỏ kia giờ ở nhà cao lắm. Chụp hình tự sướng trên Facebook. Gì gái bỏ thầy không bắt. Nhật đồ bây giờ chết rồi mới chết rồi bộ. Mẹ giờ giác máy đi ra đâu làm từ đâu. Mới nó mở tiệm mà về đâu muốn nó đi hai đứa đâu ra đâu thôi chơi chơi vốn cho. Thôi con làm con của anh được rồi. Mày làm cũng được rồi đó chứ đâu phải làm được. Cái điều là thằng này nó nhỏ tuổi quá, trong khi nó ổn không thể nào mở tiệm nước tiệm được. Còn nhỏ chứ nó tay nghề nó cũng ok. Thấy gì ra phải chưa? Ok không? Tao giờ ta hàng luôn mày đi rồi bắt đầu giờ ta hàng luôn. Rồi đó có nó đây là nó cắt sắt. Tự động nó hàng mấy cửa thầy nó hàng đó luôn á, nó động cái sắt này nó đi rồi lộn má, theo tiếng gọi con chim nó đi bỏ thầy luôn. Đấy giờ đi rồi bắt đầu xa đó, ở đi nào đâu cho uống bia đâu, giờ đi xa thầy giờ đâu có máy về ngồi uống bia với thầy luôn ghê không biết bài rồi biết bài rồi đi phòng lâm rồi đi phòng lâm chưa đủ lâu được có gì không chưa mày có gì không chưa dạ có gì không chưa chắc là 2 năm nó cưới rồi. Giờ là thấy tắng hơn. Nó gần con luôn, nó gần con hay sao? Xa không? Chưa thấy không nên thấy tắng vậy á. Tắng xưa rồi anh. Nhưng mà hôm nay đâu có nghĩ nó về đó ha. Tao rồi lụng mấy nay đâu có. Tao xe mẫu cứ nghĩ là lụng nó đang ở bên Thái Lan không. Con tính về sớm mà. Tại vì tắt áp không có được. Bật áp một cái rồi nó tắt đường. Xe mẫu kìa. Chúng ta sẽ mẫu à? Mất dạy vậy à? Cái đầu nó đi chưa ảnh đâu. Qua được sư mẫu ạ. Chưa qua được. Nhỏ quá. Ta sư mẫu là vàng cái tưởng rồi giờ mày đem bên Thái Lan. Chưa được qua được. Các má về xa này giờ chạy gác trước mẹ luôn. Không không? Giờ nó chạy gác giàu luôn rồi chào em. Người khác cũng lên chục triệu á. Đúng rồi, gác luôn chục triệu mà chạy ngày chạy đêm luôn. Mày quay cái mặt đó đi, mày quay mặt tao quay mày nhức đầu kìa. Ủa mày không phải nhức đô nữa. Nó cho thằng Tùng á. Má mày quay không có kia đó. Chạy quay đường rồi. 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 Quay đường rồi.
lười làm mấy cái rồi đâu đừng quen này ra bỏ đâu nó sống được không rất là không nhưng mà nó học rất nhiều thứ của thầy mà nó lựa cái đây thì của thầy nó học nhiều chứ tự đi cái ngoài mẹ tính xuống coi như chào xuống gì tao xin mẫu mới bàn cái này ba bữa đó xuống coi gì kèo như thế nào đủ má thì cái gác mẹ luôn bởi đem đi bàn nó rồi không biết giờ nhỏ nó làm sao tại nó bên thái nó làm gác như mà hôm qua bữa này bữa kia tháng này tháng kia đâu tháng nào cũng ngồi chịu không ngày không ngó được tôi mà không phải tháng có tháng không tới nay người ta không kiếm nhiều quá giờ... lại người con mới là nó cũng cho con cũng lại cho con chạy nhiều hơn mà con mà chạy lâu đi cho ít lại cháu nó bị gà nói chung là tháng rồi biết liền bây giờ là kiểu như là nó chỉ có bán đồ cho mấy thằng ăn kiếm thôi chứ nó không có ăn được tiền của cái giả lắm cháu đó trời má mới đầu chạy như thế luôn cậu không chạy đâu chưa chạy được hai đúng rồi mới đó con cái giọng nó tổng đại đưa cho cả thế chân đúng không áo quần áo đúng không tại vì liên tục này nó chỉ có bán quần áo là nhiều bán quần áo cho super đầu ngán đầu cái nghỉ đầu nó bán đi bán xong rồi chứ nhưng mà được mấy tháng đầu con chị ôm đi nó tháng đầu mấy tháng đầu cho con chạy ngon lắm cháu nó bị là quay tao không lộn ngon con quay đùa cả ba người luôn nhưng mà tháng hả tôi mấy triệu bạc 4-5 triệu luôn mới đậu quá bây giờ mình cắt bây giờ nè bây giờ con còn nhỏ con bỏ chế đi không có làm chính được đâu cái này chẳng chạc giống như mớm hay là tí hay là tầm vậy đúng không con tính tiếp thì con tính là sang năm mở mà cuối cùng siêu đi chính là mày là mày phải ít nhất là 4-5 năm nữa mình mới mỏi con đang tính là mẫu nhất là phải qua tuần chắc là 2-3 mà con lo quá chưa mở được bởi vì con về dưới quê mà mấy người đã hỏi con còn sao thế nào nhưng mà sau có vài người đấy rồi có được cái nhỏ thế làm sao bây giờ đó là mày cứ dạng đồ bán thời gian cho hay rồi được giống như đồ có sau này cũng đồ về đồ có thằng đồ quân cái này đồ lương đồ cái này đỡ cho mày sống sợ thì được đồ có như mày đồ có không thể nào ra đứng tiệm được đâu thì có còn nhỏ mặt mày nó eo giống như tao đúng luôn cho làm cái chân của tay mà cũng thấy thương đó tại nó hết tay hết chân rồi là nó nhỏ nữa nhưng mà thằng này nó quản lý đồ nha mày cũng thấy thương á nếu mà có nó nha đố của bay lấy được tờ giấy của tao sợ nó đi qua bên Thái chứ có chuyện gì nếu mà nó quản lý đồ thầy nó quản lý thầy cũng không phải nắm không đố thằng học trò nào lấy được tờ giấy của thầy caramel nói gì hay lắm không phải caramel thằng này là nó học từ thằng Mập thằng Mập còn là trước thằng Mập còn còn quản lý đồ thầy cũng ok lắm nha thằng này cũng quản lý ok có cái chạy đi gì nào không ấy thì nói thầy về đi làm với thầy nó cứng nữa nhưng mà lương nó chả rẻ lắm mà giờ sống không được đâu lương chả cho nó về nhưng mà thầy chả cho con dễ thở một xíu thở gì rồi má cho nó dễ thở cho nó hôn một xíu sao nó còn ngắt cho nó mình oxy thở chạy đi nó còn nhỏ mà nó còn nhỏ mình phải dắt kiệt cái sức lao động của nó chứ bây giờ tháng 30 ngày tao quất cho mày 2 thùng mì gói đó đúng không nói gì đó ăn 3 thùng cho 3 thùng đi sẵn chưa nó cơm xỉn rồi mà nó cơm ăn dữ ăn cơm hộp ăn đồ ngon lắm đó nha mà đi ăn với thầy là ăn hơn thầy không á đúng rồi được thầy dịch đi Đài Nam chơi này nọ thầy dịch yêu ai nhất má nó cao hơn ta luôn mày cao cao anh luôn chụp hình bữa thấy nó cao hơn anh yêu ai lắm yêu ai nhất á sau này nè sau này nó được gì đi Thái chứ sao bởi đi học được mới cỡ như là nhưng mà giờ hỏi đó cô có lâm rồi nó nhìn cô có lâm rồi nó đi học tiếng mới được cỡ như toàn cái là bên kia báo là không qua được gì thôi bây giờ qua được rồi nhưng mà bây giờ con qua bên đó là thua rồi nó bây giờ là qua rồi đó trước cách đây mấy tháng qua không được con cam được qua không bây giờ qua được rồi nhưng mà giờ qua chán lắm không qua chán thôi mày đây đi đụng mày chạy qua bữa nó mày bị mấy đi đây hết liền luôn Việt Nam xưa hơn. Con bỏ nó con gái mình con trai mình ra đâu. Nó yêu con gái luôn, nguyên một cái. Mày chạy gác một hai tháng sau mà sống nổi đâu. Nó có gì. Qua bển ba cũng làm rồi. Lại đi, để con này nó chạy gác một hai tháng nữa rồi uống mới rồi bị bóp. Bóp người tát á. Bóp mới đậu mới để cho mấy người lính mới vô nó chạy được để nó đi tích á. Đầu tới đầu mấy thằng cũ, đầu mấy con nó nghỉ, cái đầu.
cũng 17 triệu rồi. Nó còn nhỏ mà. Mà nó sử dụng được nó đâu, lộn á. Không làm được gì gì, cái tiền mà đâu mà cởi đi về. Cho mình sống được không? Với tao cũng khổ cũng chết. Đi đâu cũng mừng về nhà thầy mình hết á. Nhà thầy mình là thầy là cái nào là cũng là giang rộng hết, hai tay hết. Đón nọc rồi em đúng không? Này nó quen. Dạ, ngoan rồi. Thế ví dụ như bây giờ nè, nó không về gác, đúng không? Nó không về gác, nó không làm cho thầy. Nó mà nó mở tiệm, ví dụ như có 1-2 triệu lậu mới nó về nó kêu mình nói lậu ý ông là thầy ơi không muốn mở tiệm này nữa. Nó sẵn sàng cho nó đồ, còn nó sẵn sàng đứng ra tao mở tiệm cho bia cho nó. Tiền nó làm kiếm được cũng được, tại vì nó giống như con của thầy, nhưng mà nó nhỏ, nhưng mà phải cho nó thử sức cũng được. Nó thất bại cũng được, nhưng mà trong cái tầm tay ví dụ như 10 triệu, 20 triệu đổi về để cho nó biết tụi nó cuộc sống như thế nào thì ok. Này nó không có lòng tham, nó cũng ngoan. Nhưng mà tới giờ con chưa một lần mà thua rồi con. Chưa con? Chưa. Con đi chiệt rồi. Con đi chiệt rồi. Mẹ con có lông, nó mẹ con có lông. À, chứ quen, quen. Đó là mày ủi à. Đó, mày học trang cuối của con kia kìa. Nó quen, nó yêu con nhỏ lớn tuổi hơn nó, thì có làm được con mẹ, nó yêu qua mẹ, nó được con mẹ vậy. Nó nói bây giờ mày dở ra thử coi. Trong cú giống như chân mày, lưu phương, đây không thì tổ có làm gì được. Chân mày ăn lạc, nó giống như anh luôn. Nó dưới nậm. Dưới nậm. Đó, mở nó đi con. Đó, em đi. Mớm nó cũng chuẩn bị mở tiệm á. Mớm mày có căng cái gì hay này nọ giờ trình bày với mày. Dạ. Nó giàu quá. Dạ, không giàu. Con một mà. Với cha là mỗi đợi con đi học sao. Nhưng mà này là những dướng nghĩa đó mà. Dướng nghĩa đó. Học trò là những dướng nghĩa. Nhưng mà lúc thầy nằm viện là có thằng này không ta? Không, con ở nhà coi tiêu. À, có nhà thì nó chăm sóc thầy hăng lắm nè. Nhưng mà thầy lại quên thằng kia mất rồi. Nghe nó lại mà. Ta cho nó ngủ đây á, đụ má tối lắm. Ta nói nó lụng mũi rồi nó đâm cái ống từ đây mà xuống cái bao tử. Tối thấy cái tội cho lên ngủ vô có đá dằn cái đó. Tội ngăn ống ra, bác sĩ vô, chọn ống lợ. Thấy cái lòng này ngủ cũng tội, cho lên ngủ chung. Tối ngủ đá dằn ống luôn, đêm ngủ má nhọc hai ống. Từ cái lụng mũi xuống bao tử. Tao nói mày ngủ có thở không được luôn á. Thằng này cũng tội. Mai là ông thở chứ mà ông oxy là thủ dứt ông làm gì nó hợp ông cái là chú mà lúc mà bác sĩ cho thở oxy á thầy thở được, thằng này cũng rút ra thầy thở oxy thẳng được, nó thở kỳ lắm. Oxy thì nó ở ít thôi đây nè, từ khi nào anh nhẹt thở oxy thở không nổi luôn. Nhiều khi mình không quen nó chỉ thổi vô thôi à. Nó thổi vô thở không nổi, mình hít nhưng mà lúc thầy ối mửa hay này nọ ỉa đái thì mình mới chăm sóc cho thầy. Thầy lòng thì vô thăm thầy nằm mấy lần nha, lần nhỏ dạ. Thầy nằm chậm vô thăm thầy được mấy lần, nói chung là cứ đóng cửa là con vào mà. Được rồi, thằng không sống chết thôi. Thầy nó vô Sài Gòn được thì ok rồi. Chứ không đâu. Vô là thằng dài. Nó là thằng nhỏ. Bây giờ để vô đi cho nó hỏi kế đi. Khi nào nó kiếm ông thầy à. Đúng không? Mấy thằng này khổ kiếm anh. Mẹ thầy đúng rồi do đó. Chứ bây giờ ta đéo hứa hẹn đâu. Giờ ta đang xỉn rồi, ta đang ngu đâu. Ta hứa hẹn đâu, nó đang tỉnh thôi, ta không hứa hẹn á. Giờ vẫn tỉnh táo hay vẫn tỉnh táo không? Nó mới vô, nó trình bày, nó mới vô tháng hả? Cứ để vô thoải mái đi. Cái này nó khổ gì trình bày. Thì nói chung là bắt đầu bây giờ đó. Bắt đầu bây giờ thì như vậy đến giờ đến đầu quân á thì cho nó lươn. Không sao á. Bắt đầu có những bạn đâu khéo đâu. Vì vậy thì bỏ rồi vậy, bắt chạm cái chân á. Ai biết chim rồi đó. Rồi con ngủ rồi. Thôi nó ngủ rồi. Nghe nó nhỏ, để cho nhỏ ra cho biết con. Đó thầy ngủ rồi. Rồi, chị lo rồi, nhỏ là mới giải quyết mấy chuyện này thầy đó. Để nó, để nhỏ đây rồi, mới dắt con nhỏ nó ngồi đây thầy. Dắt dắt nữa. Thầy đi. Thầy không có gì lo nào không thầy? Ờ, thầy ngủ rồi.
được không, có chơi vô. Nó tới chơi vô đi. Đó thì em mới nói một ngày thầy mà kiểm tra hoài con có bia không, có bia mới chơi vô. Ủa má nó sắp chặt không chút nó gọi ăn. Cái gì vậy? Này nó hiểu thầy lắm. Cái gì vậy? Con hỏi thầy, cái nào thầy kêu cắt không cho tụi nó biết là không cho biết. Cái nào thầy kêu khác cho tụi nó rồi phá. Xin cái nào cũng không cho. Con học có mẹ không ta? Dạ con có học có. Con có học không? Dạ con không ạ. Chứ là cắt cho tụi nó không nó có biết. Con không biết. Con mê đổ mẹ đi. Đủ lắm mẹ. Cái mẫu mà thầy tư rồi thầy kêu tụi nó kêu chụp hình đó. Không tôi nó thôi thầy không cho cứ tự mò đi giống đi lấy đồ ai lấy đồ giống như mà. Ê, cái này cái nhà nó mở thầy ấm nữa. Ủa nó biết thầy thích đi mà mang cái gì về mày thôi xăm của mày đủ má giờ còn cứng được đâu mà mê mang xăm gì xăm này chắc xăm đất nữa. Còn nhỏ nó kia là mang xăm đủ quá đát vậy kìa. Mang cái này chị lo này mang gì kìa Long. Chị lo này thì chú phải ổn hơn ta. Phải về chú làm mở tiệm làm. Phải đó đi, nó mở tiệm rồi nó chủ tình xăm về cho luôn thôi. Vì bị bình hai mà. Không, không, không. Chẳng lẽ khỏe không thầy? Không, không, không. Thì gì vậy? Dạ có mới làm xong hết. Mới đủ xong. Đi, lại em một chiếc lùn nè. Có ngồi nhậu thôi, còn thằng Sang nữa thầy. Thằng gì đây? Chú thằng. Ừ, má năm nay tặng thêm tờ giấy. Giấy kêu kinh ở ngoài tiệm mà năm nay tặng tờ giấy rồi đây. Mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Dạ. Ôi chị lo này, các em cường như bổ thảm sao chị lo. Nhớ. Tại thầy có cường như bổ thảm sao. Cầm máy nó không? Đưa chuyển máy rồi. Làm cái giấy mới rồi. Đồ má dẻ con ngủ đơn sống được luôn. Má. Té lên thì ra dọc đường sau này nè. Dở quá tắt quạt rồi, lên tắt quạt cái anh. Không chịu ngồi vậy. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Từ từ thổi con để mà đốt xong rồi thổi nha. Tắt đèn. Tắt đèn hả? Chưa chưa. Rồi, nay ngày của thầy, mấy bạn chúc mừng thầy đi nha. Sao đâu? Sao? Ủa bà hổ kém bà. Để
ăn no đi, cũng đi đâu vậy? Nó chửi chửi thôi, đứa nào cũng con như con thôi. Đây đi học mình sợ đúng không? Không có đâu sợ chồng mày, mày có sợ chứ sợ sao thì chưa đúng không? Mày có sợ chồng mày không? Thôi sai. Ăn đi chút xíu rồi con đi sớm đi làm. Ngồi xuống đi, vô ngồi, vợ mình nắng đang. Ở đây nè.